Và hai chị cả các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ chơi Funkin' Friday. Thì mình làm cái skin Xenos á, nhưng mà cái đồ thì mình tìm nó không có ra nên mình làm vậy luôn. Nhìn nó tấu hài ghê. Thì hôm nay mình sẽ kéo là mình sẽ thử cái skill của mình coi nó có ok không nữa. Gì đây? Đây. Get go. 3, 2, 1, Ủa, cô liên gì? Trong Funkin' Friday lắm nên là nói chung là mình chỉ có thể chơi được easy, nhưng mà một vài cái thì mình có thể úp. Hay dữ bay. Thì tại vì skin này nó khá là tiếu nên mình sẽ đổi skin khác. Đây là skin mình ưa thích nhất luôn các bạn. Phải có cái gì sau lưng mình kìa. Bài hát bài như mọi người biết. Mình đã xong rồi. Bây giờ thì bắt đầu code nè. Bây giờ cái gì ta? Thì nói chung là hay là bữa sau mình sẽ cho cái phần code nha. Tại vì mình bị lạc lát dữ lắm nên là cái cho code nó khó quá. Trời.
video đến đây là đã hết, tại vì video nó cũng có thời hạn thời gian của nó nên bye bye.